Quang Huy và Như Nguyễn xin được gửi lời chào đến với tất cả quý vị khán giả đang theo dõi bản tin nóng 24 giờ được phát sóng trên đài phát thanh và truyền hình Long An. Thay mặt cho những người thực hiện chương trình, chúng tôi xin được kính chúc quý vị một tuần mới luôn tràn đầy năng lượng. Thưa quý vị, ngoài những thông tin nổi bật vừa rồi, bản tin hôm nay còn cập nhật những tin tức mới nhất liên quan đến các vụ án xảy ra tại các địa phương. Không để quý vị phải đợi lâu, ngay bây giờ sẽ là thời lượng dành cho chuyên mục tin nóng. Xin được mở đầu chương trình ngày hôm nay bằng một thông tin đáng chú ý liên quan đến giáo dục. Thưa quý vị, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chính thức công bố dạng đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông từ năm 2025 theo chương trình mới. Trong đó, chỉ môn ngữ văn thi theo hình thức tự luận, các môn còn lại thi theo hình thức trắc nghiệm với những dạng thức câu hỏi trắc nghiệm mới. Sự thay đổi này sẽ giúp đánh giá chính xác hơn năng lực của học sinh. Điểm khác biệt không chỉ giảm số lượng câu hỏi mà dạng thức câu trắc nghiệm cũng ra theo hướng mới. Giảm về số lượng nhưng kiến thức đề cập trong đề thi sẽ bao quát và phổ rộng hơn, không chỉ tập trung ở lớp 12. Khi đề thi mang tính tư duy đòi hỏi học sinh cần có thái độ học nghiêm túc ngay từ lớp 10 thì mới có thể làm tốt được. Cùng với đó, cách thức tính điểm không cào bằng mà tăng theo độ khó đòi hỏi học sinh phải tư duy mới làm được. Điều này sẽ khắc phục được việc học mẹo của đề thi gồm các câu hỏi nhiều lựa chọn như hiện nay. Trước đây, đề cũ học sinh có thể học các mẹo, nhưng theo các đề mới thì rõ ràng mẹo không phát huy được mà đòi hỏi học sinh nắm kiến thức từ lý thuyết đến kỹ năng để rèn luyện tính toán mới đáp ứng được đề mới này. Kính thưa quý vị, một đường dây mua bán ma túy số lượng lớn vận chuyển từ Lào về nước ta tiêu thụ vừa bị cơ quan công an triệt phá. Được biết, có 26 người trong đường dây bị công an thành phố Hồ Chí Minh bắt giữ, thu giữ hơn 290 kg ma túy các loại, một khẩu súng cùng nhiều tài liệu vật chứng khác. Với kết quả này, ngày 3 tháng 1, Thượng tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an đã có thư khen gửi Công an thành phố Hồ Chí Minh. Theo ông, kết quả điều tra khám phá chuyên án là điển hình trong công tác đấu tranh triệt phá tội phạm xuyên quốc gia, liên tỉnh, làm rõ phương thức, thủ đoạn hình thành và hoạt động của đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy. Điều này đồng thời phản ánh công tác hiệp đồng chiến đấu tích cực, hiệu quả giữa Công an thành phố Hồ Chí Minh với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an và Công an các địa phương, góp phần ngăn chặn nguồn cung ma túy từ nước ngoài vào Việt Nam, răn đe, phòng ngừa tội phạm, củng cố niềm tin của nhân dân đối với lực lượng. Bằng thủ đoạn lừa đặt cọc, một thanh niên 23 tuổi đã lừa đảo khoảng 400 người, chiếm đoạt hơn 7 tỷ đồng thông qua một tài khoản rửa tiền. Người này là Trần Quốc Vũ, ngụ tại xã Nâm Nờ Giang, huyện Đắk Sông. Sau khi nhận được đơn trình báo của nhiều người dân, Công an thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk đã tạm giữ hình sự Vũ để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Thời gian qua, Phòng An ninh mạng phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Đắk Lắk và Công an thành phố Buôn Ma Thuột nhận được đơn trình báo của nhiều người về việc bị một đối tượng lừa bán hàng trên mạng xã hội Facebook rồi chiếm đoạt tiền. Vào cuộc điều tra, công an đã xác định và bắt giữ Vũ. Tại cơ quan công an, Vũ khai nhận cần tiền tiêu xài và đánh bạc nên đã lên mạng xã hội liên hệ với một đối tượng có tên Nhi Sinh, không rõ nhân thân lai lịch, để nhờ cung cấp tài khoản ngân hàng phục vụ lừa đảo, hứa hẹn trả cho Nhi Sinh 10% số tiền chiếm đoạt được. Sau đó, Vũ lên mạng tải hình ảnh đồ nội thất, đồ gia dụng, rồi mua các tài khoản Facebook ảo để đăng bài bán những vật dụng này lên các hội nhóm. Sau khi có người nhắn tin hỏi mua, Vũ yêu cầu khách chuyển tiền đặt cọc đến các số tài khoản do Nhi Sinh cung cấp. Với thủ đoạn nêu trên, trong năm 2023, Vũ đã lừa hơn 400 người ở nhiều tỉnh thành, chiếm đoạt hơn 7 tỷ đồng. Còn với chiêu thức mua hàng trúng thưởng, đối tượng Nguyễn Lê Hoàng Thủy, 31 tuổi, trú tại thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, đã lừa đảo một nạn nhân rồi chiếm đoạt số tiền hơn 800 triệu đồng. Để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Thủy nói dối đang làm việc tại một công ty chuyên về các thiết bị di động tại thành phố Hồ Chí Minh, khiến nạn nhân tin tưởng và giao tài sản của mình cho Thủy. Tại cơ quan công an, đối tượng Thủy khai nhận, sau khi quen biết chị Quế Anh, 30 tuổi, trú tỉnh Bình Thuận, thông qua trò chơi điện tử, Thủy đã nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tiền của bạn. Thủy giới thiệu mình đang làm việc cho một công ty chuyên về các thiết bị di động tại thành phố Hồ Chí Minh, có thể mua được các mặt hàng giá rẻ. Tin lời, chị Quế Anh đã nhờ mua 3 điện thoại di động và chuyển hơn 44 triệu đồng cho Thủy và thông báo chị Quế Anh mua hàng được trúng thưởng với trị giá hàng tỷ đồng. Tuy nhiên, muốn nhận được tiền thưởng, khách hàng phải đóng tiền thuế trước khi nhận thưởng. Để chị Quế Anh tin tưởng, Thủy đã chỉnh sửa số dư tài khoản sau khi chụp hình để chứng minh cho khách hàng thấy mình đã nhận được tiền công ty Thế giới di động trao thưởng và yêu cầu đóng thuế 10% giá trị. Tin lời, chị Quế Anh đã tiếp tục chuyển số tiền hơn 800 triệu đồng cho Thủy thì mới biết mình bị lừa. Một thông tin tại Tiền Giang.
Theo Công an huyện Cái Bè cho biết, đơn vị đang tạm giữ đối tượng Trần Quang Lâm, sinh năm 1991, cư trú tại ấp Mỹ An, xã Mỹ Đức Tây, huyện Cái Bè về hành vi cướp tài sản. Lâm là đối tượng đã có một tiền án về tội trộm cắp tài sản, nhưng y vẫn ngựa quen đường cũ, lại tiếp tục phạm tội. Trước đó, khoảng 16 giờ ngày 3 tháng 1, Lâm điều khiển xe mô tô ép ngã người phụ nữ đang điều khiển xe mô tô cùng chiều phía trước. Khi nạn nhân bị ngã, Lâm dùng dao khống chế, cướp chiếc điện thoại di động của người phụ nữ, rồi tẩu thoát. Qua công tác xác minh điều tra, đến khoảng 19 giờ cùng ngày, đội cảnh sát hình sự, công an huyện Cái Bè phối hợp công an xã Mỹ Đức Tây bắt giữ Lâm tại xã Mỹ Đức Tây. Hiện công an huyện Cái Bè đã thu hồi chiếc điện thoại và tiếp tục điều tra xử lý. Thưa quý vị, thời điểm này thị trường sản xuất kinh doanh thực phẩm trên cả nước đang bắt đầu sôi động để phục vụ cho nhu cầu Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024. Đây cũng là thời điểm thích hợp để thực phẩm kém chất lượng, không rõ nguồn gốc dễ dàng xâm nhập vào thị trường. Đơn cử như việc công an huyện Đắk Rông, tỉnh Quảng Trị vừa phát hiện bắt giữ vụ vận chuyển thực phẩm không rõ nguồn gốc lớn nhất từ trước đến nay với tổng trọng lượng là 13 tấn. Trong quá trình tuần tra tại km 40 quốc lộ 9 thuộc khóm 2 thị trấn Trong Clang, huyện Đắk Rông, tổ công tác công an huyện Đắk Rông phát hiện xe ô tô đầu kéo biển kiểm soát 50H20319 51R27508 có dấu hiệu nghi vấn nên ra tín hiệu dừng đón kiểm tra. Người điều khiển phương tiện là Đặng Mạnh Cường, sinh năm 1990, trú tại huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình. Kiểm tra phương tiện trong thùng container có chứa 10 thùng chân gà có trọng lượng 110kg, 25 thùng thịt trâu có trọng lượng 500kg, 54 thùng cá thu trọng lượng 1.630kg, 538 bao nầm lợn có trọng lượng 10.760kg. Ông Cường khai nhận số hàng hóa trên nhận vận chuyển từ Hà Nội và Hải Phòng đưa về Quảng Trị, Huế và thành phố Hồ Chí Minh để tiêu thụ. Ngoài số hàng hóa 25 thùng thịt trâu có trọng lượng 500kg, có tờ khai hàng hóa nhập khẩu, giấy chứng nhận kiểm dịch sản phẩm động vật, phiếu xuất kho, thì toàn bộ số hàng hóa còn lại, ông Cường không xuất trình được các giấy tờ chứng minh nguồn gốc hàng hóa. Vụ việc đang được điều tra làm rõ. Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Tây Ninh vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can Nguyễn Phi Sơn, 35 tuổi, trú tại thị xã Hòa Thành về hành vi giết người. Xót xa thay, nạn nhân trong vụ việc là mẹ vợ của Sơn. Người chị vợ của Sơn cũng bị y dùng dao đâm bị thương. Trước đó, lúc 13 giờ ngày 31 tháng 12 năm 2023, Sơn tổ chức nhậu tại nhà mẹ vợ của mình tại khu phố Long Đại, phường Long Thành Bắc, thị xã Hòa Thành. Đến 19 giờ cùng ngày, giữa Sơn và mẹ vợ xảy ra mâu thuẫn. Sơn lấy con dao đâm vào người mẹ vợ khiến nạn nhân tử vong. Chị vợ của Sơn chạy đến can ngăn cũng bị Sơn dùng dao đâm bị thương. Sau khi gây án, Sơn mang theo hung khí leo tường rào phía sau nhà bỏ trốn. Và ngày hôm sau đến công an đầu thú. Vào ngày 7 tháng 1, tin từ công an thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang cho hay, đơn vị đang tạm giữ hình sự Lê Chí Nam, 29 tuổi, ngụ xã Tân Bình, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang để điều tra về hành vi tàn trữ trái phép chất ma túy. Trước đó, khoảng 20 giờ ngày 6 tháng 1, đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, công an thành phố Rạch Giá phối hợp công an phường An Hòa và công an phường Vĩnh Lạc, thành phố Rạch Giá bắt quả tang Lê Chí Nam có hành vi tàn trữ trái phép chất ma túy. Kiểm tra xe ô tô biển số 71A08430 do Nam điều khiển, công an thu giữ 2 bịch ni lông, bên trong chứa các hạt tinh thể màu trắng, dạng rắn không đồng nhất và 499 viên nén màu xám. Nam khai nhận 2 bịch ni lông và 499 viên nén màu xám là ma túy dạng thuốc lắc và dạng khay. Nam mua của một người đàn ông ở huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh với giá gần 50 triệu đồng để sử dụng. Khi về đến địa bàn thành phố Rạch Giá thì bị lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ. Liên quan đến vụ một nghi phạm giết nữ nhân viên quán cà phê ở thành phố Hồ Chí Minh và trắng trợn cướp đi chiếc xe máy đắt tiền của người phụ nữ này rồi tẩu thoát mà chúng tôi đã chia sẻ đến quý vị trong bản tin ngày hôm qua. Được biết, hiện nay lực lượng công an vẫn đang chốt chặn bao vây nhiều tuyến đường để truy bắt đối tượng. Theo đó, hàng trăm cán bộ chiến sĩ công an thành phố Hồ Chí Minh và công an tỉnh Long An chốt chặn bao vây khu vực đất bưng, cây cối rậm rạp tại ấp 7 xã Lương Hòa, huyện Bến Lức, tỉnh Long An để truy bắt nghi phạm. Khu vực nghi phạm bỏ xe lẩn trốn là toàn bộ khu vực tiếp giáp ấp 7, ấp 8 xã Lương Hòa, từ cầu Rạch Nổ qua Gia Miệng đi sâu vào bên trong cánh đồng trồng chanh, đi lại rất khó khăn. Nơi đây kênh rạch chằng chịt, chỉ có thể đi bộ, không thể sử dụng xe máy. Trước đó, chiều 6 tháng 1, người dân phát hiện một người đội mũ màu đỏ, áo sơ mi đỏ, mặc quần ngắn, dừng xe máy vào tiệm ăn uống giải khát ven tuyến đường tỉnh 830 để mua nước uống và thức ăn. Người này giống nghi phạm cướp tài sản và lấy xe máy của nữ nhân viên quán cà phê ở huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh nên báo cơ quan công an. Nhận được thông tin,
lực lượng công an đã tiến hành truy đuổi. Công an thành phố Hồ Chí Minh đã kết thúc điều tra vụ án đề nghị truy tố Trần Thị Ngọc Trinh, tức người mẫu Ngọc Trinh, về tội gây rối trật tự công cộng, Trần Xuân Đông về tội gây rối trật tự công cộng và sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức. Sau gần 3 tháng bị tạm giam, nữ người mẫu đã bày tỏ sự hối hận và đã nhận thức được hành vi vi phạm pháp luật của bản thân. Quá trình điều tra, cơ quan điều tra đã thu giữ 3 xe mô tô không rõ nguồn gốc, một flycam là phương tiện phục vụ hành vi gây rối trật tự công cộng của bị can, nhiều giấy tờ xe giả và nhiều thiết bị điện tử là tang vật liên quan vụ án. Kết thúc điều tra, ngày 6 tháng 1, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành kết luận điều tra vụ án, đề nghị truy tố Trần Thị Ngọc Trinh về tội gây rối trật tự công cộng, truy tố Trần Xuân Đông về tội gây rối trật tự công cộng và sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức. Quá trình làm việc với cơ quan công an, Trần Thị Ngọc Trinh, Trần Xuân Đông đã nhận thức được hành vi vi phạm pháp luật của bản thân, bày tỏ mong muốn nhận được sự khoan hồng của pháp luật. Hiện tại tôi nhận thức được là hành vi của mình là rất là sai trái, là lái xe không bằng lái xe không đúng quy định của giao thông, rồi biểu diễn xe với những cái tư thế rất là nguy hiểm, có thể gây ảnh hưởng trật tự công cộng, gây tác hại xấu cho các bạn trẻ học tập theo những cái điều không tốt của tôi. Tôi hy vọng là mọi người sẽ luôn luôn tuân thủ quy định của giao thông và đừng bao giờ học tập và bắt chước những cái hành vi sai trái của tôi vừa qua. Tôi hy vọng là tôi sẽ được sự khoan hồng của luật pháp Việt Nam cho cái sự thiếu hiểu biết về luật pháp của tôi. Xin được tiếp tục với thông tin đáng chú ý về vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra ở huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang. Một chiếc xe tải tông một người tử vong, sau đó xe này tiếp tục lao vào tiệm cắt tóc, khiến cho 4 người nữa bị thương nhẹ. Hiện trường la liệt những mảnh vỡ của trần nhà, đồ đạc thì bị hư hỏng nặng. Theo hình ảnh được camera an ninh ghi lại cho thấy, vào khoảng 13 giờ 45 phút ngày 7 tháng 1, một xe tải sau khi va chạm với xe máy đã lao thẳng vào một cửa hàng cắt tóc. Lúc này trong cửa hàng có 4 người, 3 khách hàng, 1 nhân viên. Sự việc diễn ra bất ngờ khiến hai người ngồi gần cửa va chạm mạnh với xe tải, hai người khác bị các mảnh vỡ rơi chung. Vụ tai nạn xảy ra tại đường BT04, đoạn từ xã Việt Lập đi xã Liên Trung, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang. Xe ô tô tải biển kiểm soát 90C-02605 va chạm với xe mô tô biển kiểm soát 98B2-14182. Chiếc xe tải sau đó mất lái rồi lao thẳng vào cửa hàng bên đường. Hậu quả, người đi xe máy tử vong tại chỗ, 4 người trong cửa hàng cắt tóc may mắn chỉ bị thương nhẹ. Ngay sau khi xảy ra tai nạn, lái xe ô tô đã rời khỏi hiện trường và đến công an huyện Tân Yên trình báo. Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Mở đầu chương mục camera nóng ngày hôm nay là một vụ trộm điện thoại vẫn thường xuyên diễn ra mà nguyên do xuất phát từ việc khổ chủ ngủ quên. Cụ thể, lợi dụng một người phụ nữ ngủ trưa, tên trộm đã lẻn vào cửa hàng và cướp mất chiếc điện thoại một cách nhanh chóng. Sau đây là những hình ảnh của vụ việc. Ghi nhận camera an ninh cửa hàng cho thấy, lúc này chị gái mặc áo xanh ngủ gục trên bàn. Phát hiện điều này, một đối tượng lạ mặt lẻn vào lấy cắp điện thoại rồi nhanh chóng rời khỏi. Một vụ mất trộm điện thoại khác cũng đã vừa xảy ra ở Nghĩa Hưng, Chư Park, Gia Lai. Và điều đáng nói là mặc dù gia chủ đã phát hiện ra kẻ trộm nhưng cũng không thể ngăn cản kịp bọn chúng. Theo đó, hai đối tượng chở nhau đến trước căn nhà. Sau khi nhìn ngó vào bên trong, thấy có tài sản, một tên ở ngoài cảnh giới, một tên mở cổng đi vào lấy trộm điện thoại để trên bàn. Lúc này gia chủ cũng đi từ trong ra, phát hiện kẻ trộm liền truy hô và đuổi theo nhưng đã quá muộn. Mới đây, một chiếc ô tô đang di chuyển thì bất ngờ bốc cháy dữ dội tại quốc lộ 39A, địa phận thôn Đồng Hàng, xã Hồng Lĩnh, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình, khiến cho nhiều người kinh hãi. Được biết, nạn nhân trong vụ tai nạn thương tâm này đó chính là một cán bộ công an, và người này là Trung úy DVT, tên đã được chúng tôi đọc tắt, 49 tuổi, là cán bộ chuyên môn kỹ thuật thuộc đội tổng hợp công an huyện Hưng Hà. Trước đó, khoảng 3 giờ 50 phút ngày 6 tháng 1, khi đang di chuyển bằng xe ô tô con trên quốc lộ 39A, đến đoạn qua thôn Đồng Hàng, xã Hồng Lĩnh, huyện Hưng Hà, thì xe của Trung úy T gặp tai nạn, bất ngờ bốc cháy dữ dội. Lúc này nạn nhân được xác định bị thương nặng, bất tỉnh sau vụ tai nạn, nên không thể thoát ra khỏi chiếc xe đang bốc cháy. Sau khi nhận được tin báo, công an huyện Hưng Hà, công an xã Hồng Lĩnh đã có mặt triển khai khám nghiệm hiện trường, phối hợp đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh Thái Bình tổ chức khám nghiệm tử thi để điều tra, xác minh nguyên nhân vụ việc. Kính thưa quý vị,
Với niềm đam mê dành cho loài ong, anh Nguyễn Kim Trọng, 33 tuổi, ngụ ở phường Trà Nóc, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ, đã khởi nghiệp thành công, sở hữu hàng trăm thùng ong, mỗi thùng thu về 2,7 triệu đồng một tháng. Và trong chuyên mục Nhà nông thông minh ngày hôm nay, ban biên tập xin được mời tất cả quý vị sẽ về thành phố Cần Thơ, gặp gỡ và lắng nghe câu chuyện của nam thanh niên trẻ tuổi, mạnh dạn, dám nghĩ dám làm, góp phần tạo việc làm ổn định, nâng cao thu nhập cho bản thân và thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội tại địa phương này. Tận dụng vỏn vẹn vài chục mét vuông đất vườn, anh Trọng đặt hàng chục thùng ong dưới tán cây để ong tỏa ra kiếm mật, mỗi tháng nhàn nhã đi thu hoạch mật bán với giá hàng trăm ngàn đồng một lít. Năm 2009, sau khi tốt nghiệp lớp 12, anh đăng ký tình nguyện đi nghĩa vụ quân sự. Sau khi xuất ngũ, anh theo học y sĩ trường trung cấp miền Tây. Năm 2013, anh tốt nghiệp và xin vào làm tại một công ty chế biến thực phẩm ở Hậu Giang, nhưng thu nhập cũng chẳng đủ trang trải cuộc sống gia đình. Vốn đam mê nuôi ong mật từ nhỏ, cũng như tận dụng thời gian nhàn rỗi để kiếm thêm thu nhập. Năm 2021, anh bắt tay vào thực hiện mô hình nuôi ong lấy mật. Thời điểm đó, anh Trọng chủ yếu đi bắt những tổ ong mật ngoài tự nhiên về thuần hóa và nuôi trong vườn nhà. Tuy nhiên, lượng mật thu được rất thấp, lại mất thời gian thuần hóa. Đầu năm 2022, thông qua báo đài, anh biết được mô hình nuôi ong ý. Thấy giống ong này cho lượng mật cao, dễ nuôi, nên anh nhập 5 thùng ong ý về nuôi với giá gần 2 triệu đồng một thùng. Là tại vì khi mà đi làm á, thời gian rảnh của em còn nhiều á, với em đam mê con ong nữa, nên là em tìm bắt những tổ ong nội địa ngoài cục điện á, về em tập tành nuôi. Sau một thời gian nuôi á, thì em thấy ong nội địa cái giống đó nó mật, sản lượng mật của nó kém, khả năng mà để mình thuần dưỡng của nó thì mình thấy nó khó khăn nữa, nó không có được như giống ong ý, nên là em chuyển qua em nuôi ong ý để sản lượng mật nó cao hơn, chất lượng mật cũng cao hơn. Sản lượng mật nó cao vậy thì ít công chăm sóc thì em tiện cho việc đi làm của em hơn. Ban đầu anh gặp không ít khó khăn, dần dần anh Trọng tự học hỏi, đúc rút kinh nghiệm trong quá trình nuôi và thường xuyên ra vườn theo dõi quan sát để hiểu rõ tập tính của ong để nuôi đạt hiệu quả, nguồn mật ổn định và sinh lãi. Từ 5 thùng ong ban đầu đến nay anh đã thành công nhân đàn lên gần 100 thùng ong. Hiện tại vườn nhà anh đặt hơn 30 thùng, số lượng còn lại anh gửi tại vườn của nông dân ở các tỉnh miền Tây để ong hút mật hoa. Má thì em chỉ có 6 thùng ong nội địa thôi. Sau đó thì em chuyển qua em nuôi ong ý thì em mua đầu tiên là 5 thùng. 5 thùng khởi nghiệp của em là 5 thùng thì sau đó thì em nhân đàn lên. Từ 1 thùng thì em chia làm 3. Sau đó em bỏ năm đầu thì em không thấy mật nhiều mà là em chú trọng vào việc chia đàn thì mùa nắng này đàn nó lên nhanh á nên là trong vòng 1 năm thì tới năm thứ 2 thì em đã có được khoảng hơn 30 đàn. Từ 30 đàn đó em lại chia tiếp tục thì bây giờ hiện tại em là dưới 100 đàn. Để nuôi ong thành công, người nuôi cần hiểu rõ tập tính sống, thời tiết, địa lý, mùa hoa. Trong một năm, ong cho mật suốt những tháng mùa khô. Vào mùa mưa, ong đổi mật do không có nguồn hoa. Nếu cung cấp thiếu thức ăn, nhiều đàn bung tổ bỏ đi hoặc tự cắn lẫn nhau mà chết. Để khắc phục tình trạng trên, anh cung cấp nước đường để đàn ong duy trì số lượng. Ngoài ra, vào mùa mưa anh còn tái tạo lại đàn mới bằng cách tạo ong chú mới thay cho ong chú cũ ở mỗi thùng ong. Mình kiểm tra ong có bị đói hay không, chúa đẻ còn mạnh hay không, để mình xử lý mình thay chúa hay là mình cho ăn. Thì vào mùa mưa thì mình mới cần cho ăn, còn mùa như hiện tại mà đang mùa nắng thì sản lượng mật nó về, con ong nó dư nguồn nên là mình khai thác mật thì không cần quan tâm tới việc là cho ong ăn vào mùa này. Thưa anh Trọng, nếu nuôi số lượng đàn ít có thể duy trì nuôi tại vườn nhà. Nếu nuôi số lượng lớn bắt buộc phải tìm gửi tại những khu vực trồng nhiều cây ăn trái, cây tràm để gửi. Để có hương vị mật ong theo mùa hoa, anh gửi nhờ thùng ong tại vườn cam ở Trà Vinh và khu vực vườn tràm ở Hậu Giang. Hiện mật ong của anh có 4 hương vị khác nhau như mật ong hoa dừa, hoa tràm, chôm chôm, nhãn. Trung bình mỗi tháng, một thùng ong cho thu hoạch được 3 lần, mỗi lần cho thu hoạch mật trên 3 lít, giá bán lẻ khoảng 300 ngàn đồng một lít. Nhờ đó, mỗi thùng ong cho thu nhập 2,7 triệu đồng một tháng. Anh này đạt cái hiệu quả cao, bạn vừa đi làm mà có thời gian để chăm sóc ong, giới thiệu cho nhiều bạn trẻ để có cái mô hình này được sản được nhân rộng đến các bạn trẻ mà vừa đi làm mà để mình có nhiều thời gian chăm lo được cho gia đình. Dù còn rất trẻ nhưng anh Trọng là một thanh niên mạnh dạn, dám nghĩ, dám làm, đi tiên phong trong việc xây dựng và phát triển mô hình kinh tế nuôi ong lấy mật, làm giàu cho bản thân và mở ra hướng khởi nghiệp cho người trẻ địa phương. Đến đây, thời lượng dành cho Nóng 24 giờ của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An cũng đã hết. Quang Huy và Như Nguyễn rất tiếc khi phải nói lời tạm biệt tại đây.
Cảm ơn quý vị đã luôn đồng hành, quan tâm và theo dõi chương trình. Còn bây giờ chúng tôi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong bản tin lần sau.